rồi mày lại bỏ đi rồi
cha anh em. Nhưng mày, ta phải nhìn về mày, mày đã cho đúng khi này, trước khi rời xa anh em, mày đã gặp hết tất cả anh em, mày đã nâng niu lá cờ trong tay, để rồi mày tự giá. Thôi, tao chỉ đại diện cho hội đã thủ cựu sĩ quan hải quân lưu đày và thân thủ. Chúc mày nơi biên viện đó, chắc chắn chung quanh đây thôi, tao biết linh hồn mày quanh quẩn ở đây. Tất cả hội viên mong mày giúp đỡ vợ mày, mong mày nghĩ đến con cháu mày, để nơi nào đó vợ mày có cơ nghĩ để sống, con cháu mày đốt một nén nhang trước bàn thờ cho mày trong lòng tự hào. Ba tôi là sĩ quan lưu đày, một lần nữa tôi xin được thay mặt cho hội đại hội chia buồn đến cùng chị, cùng các con và cháu. Thôi, đọc một bài chữ kinh cho anh, đốt một bài nén nhang cho anh, tôi chắc rằng anh sẽ ở với chị, các con và các cháu mãi mãi. Tôi xin được. Thưa chị, cho em xin lỗi cho hôm nay tôi bị vừa nghe thông tin đại diện cho cô bé đúng công trình bằng con hoa lưu đầy thân đấu có đơn lời tâm sự là thân thật chung. Rồi sau này chúng tôi xin được tập phân đấu của hội đại hội cựu sĩ quan hải quân các phòng như này của tân hữu được kim cựu hải quân đồng viên thuộc ở trung sinh ngày 8/9/1948 đã mặc mạng phần ngày 2/8/2019 tại Forest Hill thì cả bộ quan nghề hưởng thọ 70 tuổi và đã rời khỏi bạn bè và gia đình sau khi vào khoảng 50 năm ngày nhập ngũ và vĩnh viễn ra đời. Chúng tôi vô cùng thương tiếc và xin thành kính chia buồn cùng chị Dung và các cháu, cầu nguyện thương nhân và gia đình thương hạ và an bình nơi hiện cực lạc. Hồ Đại Hữu, cựu sĩ quan hải quân các quan đại và thân hữu, đồng thành kính vân thờ. Chỉ trong vòng 3 năm mà anh em chúng tôi mất 1 người bạn, 4 người chiến đấu. Và cả 4 người chiến đấu này lại là 4 người đồng quá về đồng. Người thứ nhất chắc chị đã biết là anh Võ Hồng Phúc. Người thứ hai là anh Trần Văn Tuấn. Anh Tuấn là người chúng tôi gọi là tôi còn ánh mắt của anh, nếu không có anh vừa rất là hiền lành, anh mới thực hiện tại Orange County, California as well. Người thứ ba là anh Võ Trần Xuân. Võ Trần Xuân cũng là người cùng qua bên Trung. Xuân là người đi cao rất là hay, lúc nào anh em gặp nhau cũng có anh cầm cái guitar, anh hát cái bài gì thu hát cho người. Và người thứ tư là người mới nhất, đó là anh Trung, người thân yêu của chị và cô các cháu. Phải thành thật mà nói, khi mà anh em giao cho tôi nhiệm vụ lên đây là moderator cho một cái buổi mà chúng tôi tạm gọi là buổi tiễn người ra đi, chúng tôi có bảo với cháu Hồng tạo dựng cái tên gọi như thế thì bảo vệ chúng tôi cũng phải làm sao. Trên đường từ nhà đến đây, hành động mà nói bây giờ người bạn lái xe nhắm mắt tôi mừng tượng ra để khi đến đây thì nói điều gì, thực sự tôi không biết nói điều gì và tôi cũng muốn nói điều gì đó, tôi cũng muốn chuẩn bị trước. Và vì sao sinh quy tử quy ra đi, nó có nhiều chuyện buồn đứng đây bên cạnh đây con phải là người bạn của chúng tôi với cái nỗi buồn đó, thì có chuẩn bị trước cái chuẩn bị sau đó, nó cũng không thành vấn đề. Chỉ cái tâm của mình, những cái tâm của mình thì hướng về bạn, như cái tâm của chị và các cháu hướng về chồng, hướng về cha, hướng về ông, chừng đó tôi nghĩ là đúng thật. Vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng tôi ở đây sẽ không có chuẩn bị trước, nhưng mà để cho mọi người mở lòng ra
đôi lời không những với nhau mà nói với cái người sắp sửa ra đi thì tôi nghĩ là sai hơn. Vì vậy thì chúng tôi xin được phép mở đầu với đôi lời như thế để kính mừng người bạn đầu tiên mà chúng tôi tìm được ở phía trước. Ai là người từ xưa trong con đường một vùng bằng anh Trung, và tên anh cũng là anh Trung nữa. Chúng tôi xin được mời anh Vũ Trung đại diện cho các bạn của khoảng 470 từ một cái mục đích con người tâm tình với người bạn đồng hóa của mình. Xin mời anh Trung. Kính chào quý vị, tôi là Vũ Đình Trung, người bạn